Những địa điểm đắt giá sẽ không làm bạn thất vọng khi đặt chân đến bờ đông Canada. Thành phố Toronto là một thành phố đông dân và lớn nhất tại Canada, nhưng Toronto lại được biết đến như một trong những trung tâm đô thị an toàn nhất Bắc Mỹ. Toronto có tỷ lệ tội phạm thấp nhất ở Canada so với bất kỳ thành phố nào với số dân ít nhất 500.000 người. Ngoài việc là một thành phố rất an toàn, Toronto còn được mệnh danh là một trong những thành phố sạch sẽ nhất thế giới. Đường phố được quy hoạch có rất nhiều không gian xanh và thoáng. Niagara Falls, kiệt tác thiên nhiên ban tặng. Thác Niagara có vẻ đẹp mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Từ thời xa xưa, người India bản địa đã đặt cho thác cái tên Niagara với ý nghĩa là thần sấm của nước bởi âm thanh của dòng nước vang xa vạn dặm, ầm ầm như sóng rền. Thành phố Montreal nét đẹp đương đại. Montreal, Canada là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những nét kiến trúc đương đại thường thấy ở châu Âu. Đây cũng là quê hương của một số vùng ngoại ô ở phía đông nam của khu vực Bắc Mỹ. Được thành lập từ thế kỷ thứ 17 và biết đến với tên gọi Old Montreal. Montreal từng là trung tâm công nghiệp và tài chính của Canada, điều mà bạn có thể thấy thông qua các nhà máy, xưởng chế biến cũ. Nhiều công trình trong số này đã được cải tạo lại cho những mục đích khác nhau như mở nhà hàng hay quán bar. Thành phố Kingston, thủ đô đầu tiên của Canada. Kingston có lịch sử chính trị và quân sự hào hùng. Đây chính là thủ đô đầu tiên của Canada được thành lập vào năm 1841. Phủ thủ tướng hiện là một địa điểm tham quan nổi tiếng và đây cũng là nơi mà mọi người dân, kể cả du khách quốc tế có thể đến để tìm hiểu về lịch sử của thành phố. Để biết thêm chi tiết, liên hệ ngay Vietourist nhé!